kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có phát biểu giải trình đối với các báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế xã hội của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các nội dung đại biểu quan tâm chất vấn, thảo luận tại kỳ họp. Thông tin đến đại biểu và cử tri về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, tuy năm 2023 được dự báo là năm có nhiều khó khăn đối với thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, cũng như sự phục hồi chưa mạnh mẽ sau dịch COVID-19, cùng các điểm nghẽn chưa được tháo gỡ, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, thành phố Đà Nẵng vẫn gặt hái được nhiều điểm sáng, làm tiền đề, động lực quan trọng cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Đối với các nội dung đại biểu quan tâm chất vấn, thảo luận tại kỳ họp lần này, nhất là về tình hình các dự án chậm triển khai, chậm bàn giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định Ủy ban Nhân dân thành phố đã kịp thời nhận diện và có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể để tháo gỡ từng dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chia sẻ những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong vấn đề về giá đất và có chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan về vấn đề phòng cháy chữa cháy và quản lý xây dựng trên địa bàn. Đề nghị là các quận huyện chúng ta tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý cái việc xây dựng trái phép. Hiện nay có một số cái dự án cũ nữa, thì chúng ta thấy là cái công tác phòng cháy chữa cháy nó không đảm bảo, thì chúng ta cũng phải có những cái giải pháp cho nó phù hợp với thực tiễn thôi. Còn những cái công trình mới thì chúng ta phải nghiêm túc thực hiện theo quy định của phòng cháy chữa cháy. Và chúng tôi đang tổng rà soát để mà có điều chỉnh. Đồng thời là cũng đã dành một cái nguồn kinh phí tương đối lớn cho các năm qua, đặc biệt là năm 2023 để mà làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, đối với vấn đề các khu tập thể, khu chung cư xuống cấp, nhất là tại ba khu chung cư Thuận Phước, Hòa Minh và Lâm Đặc Sản, Hòa Cường, Ủy ban Nhân dân thành phố đã lên kế hoạch và có phương án di dời người dân tại các khu này đến nơi ở mới. Dứt khoát là phải đảm bảo cái chỗ ở cho người dân. Thế thì khi mà chúng ta tháo dỡ ba cái chung cư xuống cấp này, thì dân ở đi ở đâu? Thì tôi đề xuất như thế này. Chúng tôi cũng sẽ rà soát lại các cái chung cư, các cái căn hộ nằm ở các cái chung cư hiện có để mà bố trí cho một số trong khoảng gần 500 cái hộ gia đình ở các ba cái chung cư này. Đó là thứ nhất. Thứ hai là cũng sẽ rà soát đánh giá và xin ý kiến của các hộ dân nếu có nhu cầu mà mua nhà ở xã hội thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tạo điều kiện để mua nhà ở xã hội tại các khu này, Những người mà không có khả năng mua chung nhà ở xã hội thì chúng ta phải dùng đầu tư công để đầu tư và cho những cái hộ dân này thuê. Thì trước mắt mà ba cái chung cư này xuống cấp thì chúng ta tháo dỡ thì dân không có. Tôi đề nghị hội đồng ủng hộ chủ trương là chúng ta có chính sách riêng giống như là chính sách cho thuê, hỗ trợ để thuê nhà ở khi tới định cư, thì rất mong hội đồng dân thành phố ủng hộ, thành phố sẽ đề xuất cái mức hỗ trợ cho những người này trong vòng 2 đến 3 năm để người ta ở chỗ tạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thông tin thêm đến đại biểu và cử tri về dự án khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, về vấn đề xử lý bùn và xà bần cùng một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Đà Nẵng hiện nay vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Chính vì vậy, trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng công tác triển khai quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, rà soát đầu tư hệ thống cấp thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư mở rộng kiệt hẻm, xử lý điểm đen về giao thông, hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng. Về cái hệ thống thoát nước của chúng ta là nó cũng đầu tư lâu, một số cái xuống cấp không đồng bộ. Đặc biệt là vừa rồi chúng ta cũng có đầu tư một số cái tuyến giao thông là từ Bắc vào Nam. Nhưng mà cái xu nước của chúng ta, nước mà thượng nguồn về là theo hướng Tây Đông. Cho nên bây giờ nó cũng chạy là nó tác động trực tiếp vào các cái tuyến đường mà chúng ta đầu tư ở phía Tây của thành phố. Nó cũng ngăn dàn một phần. Thì chúng tôi cũng đã nhận diện cái vấn đề này và tiếp tục sẽ khắc phục. Thứ hai, đang phối hợp với lại Bộ Giao thông Vận tải để mà mở rộng khơi thông các cái cầu qua các cái tuyến đường, quốc lộ, đường sắt mà
do Bộ Giao thông quản lý và đã có phương án xử lý một số cái điểm cục bộ tại khu vực đô thị trung tâm thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình 50 3 có 4 an, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, đẩy nhanh tiến độ đề án đầu tư xây dựng trường học, công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao, đảm bảo quốc phòng an ninh. Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thành phố sẽ tiếp tục đảm bảo công tác ổn định giá cả thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn thành một số công trình giao thông, y tế để phục vụ nhân dân.